Cho nên mọi quá trình từ nay trở đi phải liên tục thay đổi, liên tục thay đổi. Thay đổi cho đến khi bạn đạt được điều này thì bạn dừng lại, bạn thưởng thụ nó lại tiếp tục bước đi một bước nữa. Cho nên thứ mà cần thay đổi là chính tôi. Và thời điểm tốt nhất để thay đổi là bây giờ. Cho nên niềm tin số 1 tôi phải thay đổi bây giờ. Không có người thứ ba, không có người khác ở đây. Chỉ có tôi và tôi và chỉ tôi mà thôi. ok đầu tiên tôi muốn nói đến một cái điều này như thế này cái sức mạnh của hệ thống niềm tin làm sao để biến những niềm tin này trở thành những hệ thống hỗ trợ để chúng ta có thể vượt lên trên cuộc sống này nhanh hơn sức mạnh của hệ thống niềm tin niềm tin đó là cảm giác về một cái điều gì đó mà mình cho là đúng là cảm giác về một cái điều gì đó mà mình cho là đúng như vậy niềm tin có cùng một sự vật hiện tượng có khác nhau không ạ? Có hay không? Bởi vì vì nó là là cảm giác đúng rồi. Nó là cảm giác. Để có thể biến hệ thống niềm tin trở nên sức mạnh thì cần có ba điều sau đây. Phải tin tưởng vào ba điều sau đây. Bao nhiêu trong số các bạn muốn đạt được thành công trong mọi lĩnh vực một cách lâu dài? Giơ tay lên nói tôi. tôi. Quay sang bên cạnh hai vai tôi muốn có điều này. Điều số 1, niềm tin số 1. Tôi phải thay đổi bây giờ. Niềm tin số 1. Tôi phải thay đổi bây giờ, chứ không phải chị tôi, không phải cô tôi, không phải mẹ tôi, không phải con tôi. Tôi phải thay đổi. Và điều thay đổi là bây giờ. Bây giờ, không phải ngày mai, không phải để xem, bây giờ. Bao nhiêu trong số các bạn muốn tiến lên thì giơ tay lên nói tôi. Quay sang bên cạnh hai vai rằng liên tục tiến lên. Liên tục tiến lên. Một, hai, ba. Quay sang bên cạnh hai vai nói liên tục tiến lên. Bạn muốn tiến lên thì bạn bắt buộc phải rời khỏi nơi này bạn mới tiến sang nơi này được. Nhưng đừng bước quá dài. Bước một từng bước ngắn và liên tục như vậy. Cho nên mọi quá trình từ nay trở đi phải liên tục thay đổi, liên tục thay đổi. Thay đổi cho đến khi bạn đạt được điều này thì bạn dừng lại, bạn thưởng thụ nó lại tiếp tục bước đi một bước nữa. Cho nên thứ mà cần thay đổi là chính tôi. Và thời điểm tốt nhất để thay đổi là bây giờ. Cho nên niềm tin số 1, tôi phải thay đổi bây giờ. Không có người thứ ba, không có người khác ở đây Chỉ có tôi và tôi và chỉ tôi mà thôi Không bao giờ mong người khác thay đổi Đừng chờ đợi Chúng ta sẽ tạo ra những sự đau khổ cho cả ta và cả đối phương Người duy nhất cần thay đổi là tôi Quay sang bên cạnh hai vai Tôi phải thay đổi bây giờ Người nào sẽ ra quyết định thay đổi điều số hai tôi phải thay đổi nó bây giờ nếu điều gì đó về sức khỏe của bạn bạn phải chính mình ra quyết định đừng hỏi thầy đừng hỏi thầy và bạn phải thay đổi không phải thầy giúp bạn thay đổi cô gái buổi tối ngày hôm nay cô đã bắt đầu hỏi tôi bằng việc phải thay đổi điều gì không tôi không thể giúp cô thay đổi được chính cô chàng thanh niên không tôi không thể giúp anh thay đổi được chính anh chàng thanh niên ở dưới làm thế nào để thay đổi được cô của mình không không phải cô của mình chính mình và người duy nhất có thể làm mình thay đổi là ai ạ chính tôi chính tôi giơ hai con tay lên chỉ đầu của mình nói là chính tôi. chính tôi quay sang bên cạnh hai vai nó rằng là chính tôi. chính tôi và niềm tin thứ ba niềm tin thứ ba tôi có thể thay đổi nó bây giờ đây là ba cái niềm tin sẽ tạo nên sức mạnh cho bạn niềm tin một tôi phải thay đổi bây giờ niềm tin hai tôi phải thay đổi nó bây giờ niềm tin ba tôi có thể thay đổi nó bây giờ ta lấy ví dụ về tình hình tài chính của chúng ta chưa tốt thì tôi phải thay đổi cái tình hình tài chính bây giờ chứ không phải mai đấy là cái thứ nhất cái thứ hai tôi là cái người phải thay đổi cái trạng thái tài chính đó đừng có đổ lỗi cho ông thầy đi hỏi ông thầy nữa không bao giờ có kết quả đừng đổ lỗi cho vợ cho chồng cho sếp cho thiên hạ cho anh chị cho cô mẹ không có tác dụng mình là người chịu trách nhiệm và điều thứ ba chúng ta phải có niềm tin rằng mình có thể thay đổi được điều đó thì mình mới quyết định để đi làm cái điều đó để thay đổi nó. Đây là ba cái niềm tin cực kỳ quan trọng đóng khung nó vào. Có về nhà in nó lên, treo nó lên tường, đưa nó vào trong điện thoại, đọc nó hàng ngày. Đọc nó thành thần chú, để nó thành tiếng chuông điện thoại. Để ai đó gọi đến, nhắn tin đến, nó hiện cái tiếng này lên. Tôi phải thay đổi nó bây giờ, tôi có thể thay đổi nó bây giờ. Tôi có thể thay đổi nó bây giờ Biến nó thành thần chú Chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với Phạm Thành Long Để không bỏ lỡ những video tiếp theo Hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo